Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ học bài giải giảng số 2, sắc carrier. Sắc carrier chúng ta có công thức là C12H22O11. Thằng này có phân tử khối là bằng 342 DVC. Trong bài này thì chúng ta chỉ có hai phần thôi. Phần thứ nhất chúng ta nghiên cứu đó là về trạng thái tự nhiên và tính chất vật lý. 1.1 trạng thái tự nhiên này. Sắc carrier có nhiều trong mía, củ cải đường và cây thốt nốt. Nồng độ sắc carrier có trong mía có thể đạt ngưỡng cửa đó là 13%. Đây là hình ảnh chúng ta nói về mía này. Đây là hình ảnh nói về thốt nốt có thể, xin lỗi, củ cải đường. Củ cải đường có hai loại, đó là củ cải trắng và củ cải đỏ, được chưa? Còn đây là những hình ảnh về thốt nốt. Ở trong cái đường này thì đường thốt nốt chúng ta là ngọc thanh nha. Và cái đường này là đường mà không biết là khi nấu ăn đấy. Thì những cái quán mà quán bún quán phở rồi đấy thì thông thường người ta sẽ dùng những cái đường này để tăng cái vị ngọt cho nước cho nè. Rồi chúng ta đến 1.2 tính chất vật lý. Sắc carrier là chất rắn kết tinh không màu, vị ngọt. Sắc carrier chúng ta dễ tan trong nước, đặc biệt là nước nóng. Ở đây mình khảo sát này, ở 25 độ C thì 100 gram nước hòa tan được dưới 240 gram đường. Khi chúng ta tăng nhiệt độ lên 100 độ C thì 100 gram nước thì hòa tan được 487 gram đường. Như vậy khi mình làm nước chanh đấy thì chúng ta sẽ hòa tan đường vào trong nước nóng, thì cái đó tốc độ tan của đường nó sẽ diễn ra nhanh hơn. Được chưa? Đây là những hình ảnh nói về đường, chúng ta biết thêm. Rồi chúng ta nói về 1.3 ứng dụng. Ứng dụng đầu tiên của sắc carrier chúng ta là thức ăn cho người. Cái thứ hai, nó là nguyên liệu cho công nghiệp thực phẩm, nguyên liệu pha chế thuốc. Bạn biết là những cái thuốc của em bé có vị ngọt thì người ta sẽ dùng đường, đó là đường sắc carrier, chứ không dùng đường hóa học. Đường hóa học thì nó sẽ gây cho chúng ta bị bệnh, đó là gì? Đường hóa học thì không có giá trị về dinh dưỡng và đường hóa học thì nó sẽ rất là hại. Thấy chưa? Tiếp tục. Đây, ứng dụng đây nè, nó làm thức ăn cho con người này. Trong quá trình sản xuất bánh kẹo thì cái đường người ta dùng đó là đường sắc carrier. Bây giờ, hoặc là trong những đồ nước uống mà có vị ngọt, bây giờ như là Coca, Pepsi rồi đó ha, thì người ta cũng dùng đường sắc carrier. Hoặc là dùng để nguyên liệu pha chế thuốc. Được chưa? Cái lượng carrier nó sẽ cho là sắc carrier hoặc sắc sẽ là người ta trộn chung với gì? Người ta trộn chung với thuốc để tạo ra những viên thuốc có vị ngọt để cho những em nhỏ dịu như thế nào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vận dụng những gì đã học nãy giờ để làm một số ví dụ. Chúng ta đến ví dụ 1 nào. Thì mời An Nguyên nào. Đường mía là đường, em chọn câu nào? Câu D. Đường mía là đường sắc carrier, hoàn toàn chính xác. Ví dụ 2. Đốt cháy hoàn toàn 68,4 gram một chất hữu cơ thì thu được CO2 nước. Xác định công thức phân tử của hợp chất, biết phân tử khối là bằng 342 DVC. Khi mà đọc tới 342 DVC thì chúng ta nhìn khá là quen đúng không em? Đây, 342 DVC, như vậy nó là C12H22O11. Và nhiệm vụ chúng ta là đi tìm công thức phân tử của nó, được chưa nào? Rồi, để làm được cái bài này thì chúng ta nắm lại tại cái sơ đồ. Chúng ta có chất hữu cơ X đi đốt cháy là dùng oxy để chúng ta tạo ra CO2 cộng cho H2O. Ở đây là 68,4 gram X, 2,4 mol CO2 và 2,2 mol nước. Đó. Yêu cầu chúng ta là xác định công thức phân tử của X, biết khối lượng, biết phân tử khối của nó là bằng 342 DVC. Thì để làm được bài này thì bữa trước thầy đã chỉ cho bạn rồi. Nhiệm vụ đầu tiên của bạn là đi tính mol C, mol H. Sau đó em sẽ đi tính khối lượng C và khối lượng H để kiểm tra thử trong này nó có oxy hay không. Nếu có oxy thì chúng ta tính luôn mol oxy, tính luôn khối lượng oxy, được chưa nào? Rồi bước đầu tiên này, chúng ta thấy mol C đúng bằng mol CO2 này và bằng 2,4 mol. Đó là cái điều thứ nhất. Chúng ta có mol hydro. Mol hydro là bằng mol nước. Trong mol nước có 2 hydro thì chỗ này nhân 2.
2 nhân cho 2,2. Và đây là bằng 4,4 mol. Khi đó em sẽ tính tổng khối lượng C cộng cho khối lượng H. Khối lượng C sẽ lấy 12 nhân cho mol C 2,4. Khối lượng H lấy 1 nhân cho mol của H 4,4. Bằng bấm máy tính giúp thầy bằng bao nhiêu? Thảo tính giúp Thảo ơi. Rồi, để thầy tính được. Mười hai nhân 2,4 cộng cho 4,4 thì đây nó sẽ bằng cái trong máy tính của thầy nó bị lạ lạ ta. Các bạn tính giúp thầy với em ơi. Cái tính của điện thoại nó không có quen lắm. Đây mình tính được là bằng 33,2 gram. Được chưa? 33,2 gram. Nó bé hơn khối lượng của X là 68,4 gram. Được chưa nhỉ? Như vậy trong trường hợp này chúng ta suy ra là gì? X có oxy. X có oxy thì đây chúng ta tính được khối lượng oxy luôn. Em lấy 68,4 em trừ đi 33,2. Đặt tính giúp thầy đặt à. Em à. Đây mình tính được là 35,2 đúng không? Rồi 35,2. Cái đó em suy ra thầy mon oxy luôn. Bấm đi em, lấy 35,2 em chia cho thầy đó là chia cho 16 khối lượng mon của oxy. Thầy bằng bao nhiêu? Hai phẩy hai. Rồi như vậy ở đây chúng ta bạn biết là trong x này chúng ta có ba nguyên tố, đó là carbon 2,4 mol, hydro 4,4 mol và oxy là 2,2 mol. Như vậy khi chúng ta đã biết là x của chúng ta gồm ba nguyên tố đó là CHO thì chúng ta sẽ gọi công thức tổng quát của nó, gọi công thức tổng quát là CXHI OZ X Y Z nguyên dương. Nguyên dương tức là thuộc N thuộc Z cộng. Nguyên Z cộng là nguyên dương, được chưa nào? Cái đó em sẽ có tỷ lệ là X chia Y chia Z. X chia Z sẽ bằng mol C chia mol H và chia cho mol O. C có rồi, C có là 2,4. H ở đây là 4,4 và oxy chúng ta là 2,2. Các bạn để cho thầy là trong ba con số này thì con số nhỏ nhất ở đây là 2,2. Nếu mà mình lấy hết nó chia cho 2,2 thì nó hơi khó. Đây mình nhìn thấy này, trong ba con số là 2,4, 4,4 và 2,2 thì chúng ta thấy nó đều là kết thúc bằng một số chẵn, từ giờ đó nó sẽ chia hết cho 0,2. 2,4 mà chúng ta chia cho 0,2, bấm máy tính giúp thầy. 2,4 này chia cho 0,2 này thì là bằng 12 này. Tiếp tục 4,4 này em chia cho 0,2 này, 22 này, 2,2 này chia cho 0,2 này nó bằng 11 này. Như vậy đó là 12, 22 và 11. Ba con số này thì không chia hết cho nhau, được chưa? Như vậy thì chúng ta tìm được công thức nguyên. Công thức nguyên của x là C12H22O11 tất cả n lần. Được chưa bạn? Và ở đây để tìm n thì chúng ta dựa vào khối lượng mol đây. Khối lượng mol của x là bằng 342 DVC. Giờ đây chúng ta sẽ tìm được n. Tôi xin phép đổi màu để cho bạn dễ nhìn. Phải có m lớn của x bằng m lớn của C12H22O11.
tất cả n lần và bằng 342. Em tính cái cụm này, 12 nhân cho 12 cộng 22 cộng 11 bằng bao nhiêu? C12H22O11 342. Từ đây em sẽ tính được n là bằng 1, được chưa? N bằng 1 thì cái công thức phân tử của chúng ta bây giờ là gì? C12H22O11 tất cả 1. Đây chúng ta sẽ ra được công thức phân tử C12H22O11. Trong chương trình chúng ta sẽ nghiên cứu hợp chất này có tên đó là saccharose. Đó. Và đây là những gì mà thầy muốn nhắc các bạn trong cái bài toán mà liên quan tới phần đốt cháy hợp chất hữu cơ. Thì giống kiến thức này thì chúng ta đã học rồi ha. Rồi chúng ta tiếp tục. Các bạn có ý kiến gì về câu hỏi này nữa không ạ? Ok, nếu bạn không ý kiến gì nữa thì chúng ta sẽ tiếp tục. Rồi chúng ta đến ví dụ 3 em. Ví dụ 3 này thì được trích trong cái bài tập số 5 trang 155 của sách giáo khoa học lớp 9. Đề bài như sau này. Từ 1 tấn nước mía chứa 13% sắc carbonic có thể điều chế được bao nhiêu kg sắc carbonic, biết hiệu suất thu hồi đường là đạt 80%. À, bạn nghe kỹ. Ở đây người ta cho hiệu suất đạt có 80 thôi đúng không? À, bây giờ bạn hiểu như thế này. Một, đầu tiên em sẽ tính được cái khối lượng nước mía phản ứng, bởi vì trong trường hợp này nó chỉ có 80% là thu được đường thôi, hiểu không ạ? Từ khối lượng nước mía em sẽ tính được cái khối lượng của sắc carbonic có trong nước mía, thế thôi. Chúng ta hiểu như thế này, nước mía chúng ta là dung dịch, còn sắc carbonic chúng ta là chất tan có trong dịch đó. Trong nước mía chúng ta có hai chất, chất đầu tiên đó là sắc carbonic C12H22O11 và chất thứ hai đó là nước, hiểu chưa? Như vậy ở đây mình sẽ xử lý như sau. Đầu tiên em sẽ đi tính cho thầy khối lượng của nước mía. Nước mía phản ứng hay nước mía thu hồi cũng được, hiểu chưa? Tức là trong 1 tấn này, bây giờ chúng ta chỉ có thu hồi được 80% thôi, còn 20% nó bị vơi đi. Đó. Thì đây em tính được ở đây là bằng 0,8 tấn. Được chưa bạn? Chúng ta hiểu như thế này. Nước mía chúng ta giống như là dung dịch. Này chưa? Nước mía này. Nước mía của chúng ta ở đây là khối lượng dung dịch saccharose. Được chưa? Và ở đây chúng ta có là 0,8 tấn. Tiếp theo, người ta cho là gì? Người ta cho C phần trăm của sắc carbonic. Là bằng 13%. Yêu cầu chúng ta là tính khối lượng sắc carbonic, đúng không ạ? Thì rất là dễ. Tính khối lượng sắc carbonic thì thực chất là chúng ta tính khối lượng chất tan. Chúng ta học công thức rồi. Là lấy M dung dịch nhân C phần trăm chia cho 100%. Suy ra khối lượng chất tan ở đây là khối lượng của sắc carbonic. Chúng ta lấy khối lượng dung dịch ở đây là 0,8 tấn. Em nhân cho C phần trăm là nhân cho 13 và chia cho 100. Tính giúp thầy để em ơi. Đây, chúng ta tính được là bằng 0,104 tấn. Còn nếu em muốn đổi sang gam, sang kg thì em nhân 1.000 đi, nhân cho 10 mũ 3, hay nó khác là nhân 1.000 thì nó là bằng 104 kg.
Đây chưa nè. Đó. Như vậy chúng ta ở đây nó rất là khớp lý thuyết. Em đọc, có thể đọc lại lý thuyết này. Theo lý thuyết thì gì? Trong nước mía thì nó sẽ chiếm được tối đa là 13% sắc calo. Đó là nước mía có độ ngọt cao nhất. Ngoài ra thì nó thì thông thường nó sẽ dưới 13%. Ta coi lại lý thuyết nha. Đây. Thì coi lại lý thuyết này. Đây nãy thầy có nói rõ này. Nồng độ sắc calo có trong nước mía có thể đạt được 13%. Đây là ngưỡng cửa cao nhất của sắc calo có trong nước mía, được chưa nào? Rồi. Rồi chúng ta đến ví dụ tiếp theo. Ví dụ không, đến cái phần tính chất học đã. Tính chất học của sắc calo. Sắc calo chúng ta có bốn tính chất. Tính chất đầu tiên đó là 2.1 phần cháy. Chúng ta lưu ý là phần này thì mọi chất hữu cơ đều có. Sắc calo chúng ta khi đốt cháy trong oxy đun đun nóng ở đây thì thiếu nhiệt độ em nha. Sẽ tạo ra CO2 và nước. Ở đây có 12 carbon thì nhân đây 12. 22 hydro, đây 2 rồi nhân 11. Chúng ta tính oxy. 22 nhân 12 nhân 2 là 24. 24 cộng cho 11. Mà đây 10 đây 11 rồi đúng không em? Đây 12 O2, đây có O2 rồi thì đây nhân 12, được chưa? Rồi. Khi chúng ta để ý đây là khi mình đốt cháy sắc calo thì mol CO2 lớn hơn mol nước, 12 lớn hơn 11, được chưa nào? Tính chất thứ hai, tính chất quan trọng và tính chất này dùng để nhận biết sắc calo, đó là tác dụng bởi COOH hai lần. Sắc calo có công thức là C12H22O11, tác dụng với COOH hai lần. Ở trong cái hiện trong cái phương trình này thì chúng ta biết hiện tượng thôi, còn cái phương trình thì chúng ta không cần nắm. Cái này chúng ta sẽ được giải thích kỹ càng và rõ ràng hơn khi chúng ta học lớp 12 nha. Đó là nó sẽ tạo ra dung dịch màu xanh đậm, và chính vì điều này do đó phần này ứng dụng là dùng để nhận biết sắc calo. Rồi chúng ta lưu ý với thầy, bây giờ thầy sẽ đúc kết thêm cho bạn là những chất có thể tác dụng được với COOH hai lần. Ngày trước mình học đó là axit acetic, xin rõ công thức cấu tạo luôn. Đây đây là axit acetic. Cái thứ hai của chúng ta đó là glucose. Glucose và sắc calo chúng ta đều tác dụng với COH cho hiện tượng giống nhau. Như vậy chúng ta tới thời điểm bây giờ chúng ta học trong hóa hữu cơ có 3 chất tác dụng được với COOH hai lần. Chất đầu tiên đó là axit acetic. Chất thứ hai là glucose chúng ta học trong các bài trước. Và chất tiếp theo của chúng ta đó là gì? Đó là sắc calo. Ba chất thêm nha. Axit, glu và sắc. Và vực này chúng ta là gì? Axit chúng ta sẽ tạo ra dung dịch màu xanh, còn sắc calo và glu thì nó tạo ra dung dịch màu xanh, nhưng mà màu xanh này là màu xanh đậm. Ứng dụng của vực này là dùng để nhận biết sắc calo như đã nói hồi nãy. Chúng ta đến 2.3. Phản ứng thủy phân sắc calo trong môi trường axit. Sắc calo chúng ta sẽ thủy phân. Thủy phân ở đây thì nước sẽ tham gia, còn axit chúng ta sẽ là chất xúc tác. Nhiệt độ đun nóng. Khi đó nó tạo ra hai chất đó là C6H12O6 và C6H12O6. Hai chất này là cùng công thức phân tử nhưng khác nhau về công thức cấu tạo. Một cái thằng là glucose và một thằng là fructose. Cẩn thận cho thầy là nhiều bạn nhầm lẫn, ở đây nó đều tạo ra hai thằng glucose nha. Nhớ là nó tạo ra một glucose và một fructose. Rồi. Tính chất thứ tư và tính chất cuối cùng của sắc calo đó là nó sẽ tác dụng với H2E4 đặc. Phản ứng này dùng để chứng minh được tính háo nước của H2O4 đặc. Phương trình như sau này. Sắc calo chúng ta công thức là C12H22O11. Với xúc tác là H2O4 đặc thì nó tạo ra carbon và nước. Đầu tiên nó sẽ là háo nước, nó sẽ tách ra carbon và nước. Sau đó chính cái carbon này sinh ra tác dụng với H2O4 đặc nóng để sinh ra CO2, SO2 và nước. Và phần này cũng có thể dùng để nhận biết sắc calo. Hiện tượng ở đây là đường chúng ta hóa thành than và có sinh khí mùi sốc. Đường hóa than là do nó sinh ra carbon. Nó sinh ra khí mùi sốc là sinh ra khí SO2. Đó. Được chưa bạn? Và đây là toàn bộ những gì mà chúng ta sẽ học trong phần tính chất học. Và bây giờ chúng ta sẽ vận dụng những gì ngày nãy giờ chúng ta đã nghiên cứu sơ bộ về tính chất học để làm một số các bài tập. Rồi, tiếp tục.
Rồi chúng ta sẽ làm câu đầu tiên, đó là ví dụ 4. Thủy phân 5,13 gam sắt calo trong môi trường axit với hiệu suất đạt 75%, tính khối lượng sản phẩm thu được. Như vậy đây mình để nhé này. Như vậy nó đang đánh vào tính chất 2.3 của sắt calo, phần thủy phân trong môi trường axit. Như vậy cái đó nó tạo thành glucose và fructose. Bước đầu tiên của bài toán này em sẽ tính như sau. Em sẽ tính cho thầy cái khối lượng của sắt calo phản ứng. Khối lượng của C12H22O11 sẽ bằng 5,13 kg nhân cho 75%. Rồi, đó là chúng ta tính được khối lượng của sắt calo phản ứng. Sau đó em đi tính cho thầy mol nó phản ứng luôn. Mol của C12H22O11 phản ứng. Tiếp tục, sau khi có rồi á, thì chúng ta sẽ có phương trình. Sắt calo là C12H22O11. Chúng ta lưu ý là khi nó thực hiện phản thủy phân trong môi trường axit thì nước ở đây là chất tham gia phản ứng. Còn axit của chúng ta đây là chất xúc tác axit. Và phần này có nhiệt độ nữa. Rồi, cái đó chúng ta tạo thành C6H12O6 cộng cho C6H12O6. Lưu ý đây là hai chất hoàn toàn khác nhau. Chất đầu tiên của chúng ta là glucose. Thông thường là chúng ta bị lầm tưởng ở đây ha. Chất thứ hai chúng ta là fructose. Ở đây chúng ta ghi công thức phân tử, không ghi công thức cấu tạo. Còn nếu mà bạn ghi công thức cấu tạo thì nó sẽ rõ ràng hơn, được chưa nào? Rồi ok. Ở trong trường hợp này bạn tính cho thầy khối lượng đó bằng bao nhiêu? Cái gì em đổi sang gam luôn á hả? Đổi sang gam thì đợi thầy một tí để thầy làm nhân đây một nhân 1.000 nữa. Bao nhiêu em? 3.000. 347,5. Đúng. 3847. 3847. Gam, rồi. Cái đó em sẽ lấy 3847,5 chia cho khối lượng mol của sắt calo là 342. Nãy mình tính rồi, tính cho thầy bằng bao nhiêu? Rồi, như vậy thằng này là 11,25 mol. Chúng ta sẽ chuyển qua glucose. Thì chúng ta thấy là số mol của glucose và mol fructose đúng bằng mol của sắt calo phản ứng. 11,25 mol. 11,25 mol. Rồi. Yêu cầu chúng ta là tính khối lượng sản phẩm thu được thì chúng ta biết là gì? Chúng ta nhìn vào đây chúng ta thấy này, khối lượng glucose và khối lượng fructose chúng ta là bằng nhau. Khối lượng mol này đúng bằng nhau. Như vậy khối lượng hai thằng này bằng nhau luôn. Đây mình sẽ tính được khối lượng của glucose. Glucose bằng khối lượng của fructose. Glucose là đường nho, bữa trước mình học rồi. Còn fructose chúng ta là đường mật ong. Hôm trước thầy có nói sơ bộ. Chúng ta sẽ lấy 11,25 nhân m lớn tính đi em đây em ơi. C6H12O6. Để tính giúp thầy bao nhiêu đặt rồi? 2025. Số đẹp luôn hả em? Rồi, gam. Vậy thôi. Như vậy đây là những gì mà chúng ta sẽ được học. Và ứng dụng của phần này để làm gì? Bạn biết là sau khi mà chúng ta có sản phẩm là gì? Sắt glucose. Thì glucose này chúng ta sẽ thực hiện ở phản ứng tráng gương. Để thực hiện phản ứng tráng vào mặt sau tấm gương. Hay là gọi là phản tráng gương. Hay là tráng ruột phích của bình nước. Bây giờ bình thủy á. Đó là những gì mà thầy cung cấp cho bạn trong câu ví dụ 4 này. Có ai kiến gì về bài toán này hay không? Châu ơi, em hiểu không Châu ơi?
Có ý kiến gì về bài toán này không ạ? À, thầy đi tiếp đi cho bạn ơi. Để chúng ta tiếp tục nha. À, chúng ta đến ví dụ 5. Thủy phân 34,2 gram sắt calo trong môi trường axit thì thu được glucose, tính hiệu suất phản ứng. À, bạn nghe kỹ. Câu này thông thường là chúng ta cũng dễ bị làm sai lắm. Chúng ta nghe kỹ, thầy nói này. Chúng ta có sắt calo là C12H22O11. Chúng ta thực hiện phản ứng thủy phân trong môi trường axit. Đun nóng để thu được C6H12O6 cộng cho C6H12O6. Lưu ý đây mình ghi rõ cái khi trong cái phần mà sắt calo chúng ta thủy phân trong môi trường axit thì chúng ta ghi rõ. Bây giờ ghi rõ tên dưới nữa để chúng ta khỏi bị lẫn lộn. C6H12O6 chúng ta là sắt caro giờ. Thằng này là gluco giờ. Đây là fructose. Cho bạn lưu ý với thầy như thế này. Sắt calo đề bài cho chúng ta là có khối lượng ban đầu trong có phương trình là cái lượng phản ứng. Được chưa bạn? Rồi. Như vậy đề hỏi hiệu suất thì mỗi lần đề hỏi hiệu suất thì chất ban đầu sẽ còn dư. Như vậy điều này chứng tỏ là sắt calo chúng ta dư C12H22O11 dư. Đó. Và đây bạn để này, người ta cho khối lượng của glucose là 16,2 gram. Và người ta cho khối lượng của sắt calo là khối lượng của sắt calo ban đầu. 34,2 gram. Rồi. Thì bạn hiểu như thế này, cái đích đến của chúng ta là tính hiệu suất phản ứng. Hiệu suất phản ứng này thì chúng ta sẽ tính theo sắt calo. Vì sắt calo nó dư thì mới có hiệu suất, còn nếu phản hết thì hiệu suất 100%. Như vậy chúng ta có này. Chúng ta sẽ lấy khối lượng của sắt calo phản ứng C12H22O11 phản ứng. Em không thích ghi công thức thì em ghi tên cũng được, tùy. Chia cho khối lượng của C12H22O11 ban đầu nhân cho 100%. Được chưa bạn ơi? Ban đầu chúng ta có là 34,2 gram. Như vậy nhiệm vụ của bạn là đi tính mol sắt calo phản ứng, sau đó tính khối lượng phản ứng, đó là xong. Đã đến rất là rõ. Mời quý tính giúp thầy cái mol của sắt calo phản ứng. Mol sắt calo phản ứng như thế nào với mol glucose em ơi? Quý. Mol sắt calo phản ứng như thế nào với mol glucose? Như thế nào? Phải bằng nhau không? Nếu ở đây mình ghi C6H12O6 thì chúng ta sẽ đang bị lẫn lự. Đó là glu hay fructose thì trong này mình ghi rõ đi. Đó là ghi glucose. Em tính cho thầy đi. Em lấy 16,2 chia cho C6H12O6 bằng bao nhiêu? C này, 6 này, H12O6. 180 ha. Quý cái máy tính không quý à? Rồi, em cứ tính tầm không về. 16,2 chia 180, 0,09 đúng không? Để kiểm tra lại. Rồi chính xác 0,09. Từ đây em tính được mol sắt calo chưa? Tính khối lượng sắt calo phản ứng chưa? Em tính giúp thầy đi. Em lấy mol nhân cho khối lượng mol, mol là 0,09 nhân m lớn của sắt calo nãy mình tính rồi, 342. Bài bằng bao nhiêu em?
30,78 gram. Cái đó em tính được hiệu suất chưa? Em tính được hiệu suất chưa? Rồi chúng ta sẽ tính hiệu suất. Hiệu suất tính như thế nào đây ta? Rồi chúng ta lấy 30,78 thế vào đây. Rồi tính cho thầy bằng bao nhiêu em ơi? Ok, 90% đó. Có ai kiến gì về câu hỏi này hay không? Rồi cái nhiệm vụ này không em ơi? Rồi nếu bạn không ý kiến gì thì mình đi tiếp nha. Rồi chúng ta đến ví dụ 6 em. Thủy phân M gam sắt calo thì thu được 36 gam glucose với hiệu suất đạt 60% tính M. Bài này thầy sẽ cố gắng làm bằng một phép tính luôn cho nó đơn giản. Ta có phương trình này. Sắt calo là C12H22O11. Đây chúng ta thực hiện vận ảnh thủy phân trong môi trường axit. Axit nhiệt độ để tạo thành C6H12O6 và C6H12O6. Đầu tiên là glucose. Hai là fructose. Rồi. Mình lưu ý như thế này. Ở đây người ta cho chúng ta là 36 g glucose. Vậy bước đầu tiên em sẽ đi tính mol glucose. Sau khi có mol glucose thì em sẽ tính được mol của sắt calo phản ứng. Khi có mol nó phản ứng là tính được khối lượng phản ứng. Sau đó chúng ta tính được khối lượng ban đầu. Thế thôi. Rồi. Mình đâu? Tính cho thầy số mol của glucose em ơi. Mình ạ. Em tính cho thầy đây, lấy 36 chia một khối lượng mol của glucose là 180. Tính cho thầy bằng bao nhiêu mol? Cộng 2 mol. Rồi, cộng 2 mol tiếp tục. Có mol glucose là cộng 2 mol rồi. Em tính được mol của sắt calo phản ứng không? Bao nhiêu? Không phải hai. Rồi từ đây em tính cho thầy khối lượng của sắt calo phản ứng. Lấy mol nhân bờ lớn. 0,2 nhân cho bờ lớn nó là 342. Tính giúp em ơi. Số 8,4 g. Rồi. Nhưng ở đây người ta yêu cầu chúng ta là tính M, tức là tính khối lượng ban đầu. Đúng không ạ? Chúng ta có hiệu suất này. Là bằng khối lượng của C12H22O11 phản ứng
trên khối lượng của C12H22O11 ban đầu nhân cho 100% đã vào. Hiệu suất ở đây là đạt 60%. Khối lượng phản ứng là 68,4. Khối lượng của C12H22 hay nói khác là ban đầu đây người ta cho chúng ta là m gam nhân cho 100. Mình thế vào tính cho thầy bằng bao nhiêu mình đây? Lấy 68,4 nhân 100 chia 60 bằng nhiêu? Rồi. Hai câu này khá là đơn giản em ha, không có gì khó khăn cả. Có ý kiến gì không em ơi? Rồi, các bạn không nghe kiến gì thì chúng ta đến ví dụ 7. Điều cầu chúng ta là làm sạch sắc carbonic có lẫn glucose. Chúng ta hiểu như thế này. Để làm sạch sắc carbonic có lẫn glucose thì chúng ta sẽ chọn hóa chất nào đó mà không tác dụng bởi sắc carbonic. Hóa chất còn lại ở đó sẽ tác dụng được với glucose. Để làm được điều này thì thầy mời các bạn xem lại cho thầy cái tính chất học của glucose. Sau đó chúng ta đối chiếu với tính chất học của saccharose thì chúng ta chọn ra phương án hợp lý. Rồi, tính chất hóa học của glucose là có 4 tính chất cháy tác dụng với CO hóa 2 lần, tác dụng với AgNO3 trong môi trường NH3 và phản ứng lên men rượu. Đó là tính chất của glucose. Bây giờ chúng ta đến tính chất học của saccharose xem lại để so sánh này. Cháy CO hóa 2 lần, thủy phân trong môi trường axit và cuối cùng là tác dụng H4 đặc. Rồi, như vậy đây chúng ta sẽ dùng hóa. Chúng ta biết là tính chất của giống nhau, hai thằng này đều là cháy, đều tác dụng với CO2 hai lần, đúng không em? Cháy này CO2 hai lần này. Tiếp tục. Ở đây là glucose chúng ta có tính chất khác so với saccharose, đó là nó tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong môi trường NH3. Được chưa? Như vậy phần này chúng ta sẽ dùng để loại bỏ thằng glucose. Và phần còn lại đây chúng ta sẽ thu được đó là saccharose. Thế thôi. Có ý kiến gì không này, chỗ này không em ơi? Được chưa? Như vậy để làm sạch saccharose có lẫn glucose thì chúng ta sẽ cho nó tác dụng với dung dịch AgNO3 trong môi trường NH3. Khi đó saccharose phản ứng còn glucose không phản ứng, khi đó làm sạch được saccharose. Thế thôi. Chúng ta ghi như thế này. Cho hỗn hợp saccharose và glucose tác dụng với dung dịch AgNO3 trong môi trường NH3 đun nóng. Tiếp tục, đó là glucose tác dụng còn saccharose không tác dụng. Cái đó chúng ta sẽ là làm sạch được saccharose. Rồi, để làm được điều này thì chúng ta sẽ ghi phương trình nữa là xong. Để em ơi, glucose chúng ta là C6H12O11
O6 được tác dụng với Ag2O trong môi trường NH3 đun nóng để tạo thành C6H12O7 cộng cho 2Ag, cái tủa màu trắng. Đây là cái tủa màu trắng bạc, được chưa? Và đây là hết những gì mà thầy muốn nói trong cái ví dụ 7. Muốn làm thì chúng ta phải căn cứ vào tính hóa học, chúng ta so sánh là nó giống nhau và khác nhau chỗ nào. Và lưu ý cho thầy đó là cái phương pháp mà chúng ta dùng Ag(NO3) trong môi trường NH3 đun nóng là khi mình ghi phương trình á thì cái chỗ này chúng ta thế bằng Ag2O em nhé. Rồi. Và lưu ý ở đây là phương này ngoài cách để chúng ta làm sạch được sắt carbonic thì chúng ta còn có thể dùng để nhận biết sắt carbonic với glucose, được chưa? Rồi, chúng ta đến ví dụ 8 em nhé. Rồi, chúng ta đọc đề này. Hòa tan 6,12 gam hỗn hợp gồm có glucose và sacarose vào nước được 200 ml dung dịch X. Cho X tác dụng với Ag(NO3) dư thì thu được cái tủa bạc. Ở đây mình lưu ý cho thầy đó là khi mình hòa tan nó vào trong nước được 200 ml dung dịch X. Nghe rồi nha. Và chúng ta cho X tác dụng Ag(NO3) thu được cái tủa bạc. Thì thông thường ở đoạn này các bạn nghĩ nó là vẫn thủy phân. Chúng ta nhìn lại cái tính chất của thủy phân của sắt carbonic. Lưu ý là vẫn khi mà hòa tan sắt carbonic vào trong nước đó là hiện tượng vật lý chứ không phải là hiện tượng hóa học. Bởi vì sắt carbonic chúng ta chỉ tan tốt trong nước thôi. Còn chúng ta sẽ tạo ra glucose và fructose khi nào? Khi ở đây người ta là dùng môi trường là axit. Được cho em. Thấy chưa nào? Chứ tránh nhầm lẫn ở đây chúng ta nhiều bạn có ghi là giả thưa thầy sắt carbonic sẽ đi tác dụng với nước, không phải. Đó là cái điều sai lầm lớn nhất của bài toán này. Và trong hai chất của chúng ta ở đây, khi mình hòa tan thằng này vào trong nước đúng không? Thì cả glucose và sắt carbonic chúng ta đều tan trong nước. Như vậy nó sẽ tạo thành dung dịch glucose và dung dịch sắt carbonic. À, trong hai dung dịch này thì như thầy đã nói là chỉ có glucose tác dụng được với Ag(NO3) trong môi trường NH3 đun nóng. Đây, tính chất 2.3 của glucose đây. Còn sắt carbonic thì không có tính chất này. Do đó đây chúng ta chỉ có một phương trình duy nhất thôi. Chúng ta xem lại tính chất của sắt carbonic. Sắt carbonic không có đúng không em? Như vậy bài này khá là đơn giản. Rồi. Thầy mời Thảo hỗ trợ thầy cái này coi. Thảo không có máy tính hả ta? Quý tính giúp thầy mon đi Quý ơi. Tính mon bạc. Em lấy khối lượng chia cho khối lượng mon. Khối lượng là 3,24 chia cho bạc là 108. Quý tính giúp thầy bằng bao nhiêu mon Quý ơi? Rồi 0,03. Rồi, lập luận này. À, trong hai chất glucose và sắt carbonic thì chỉ có glucose tác dụng với Ag(NO3) trong môi trường NH3 dư. Được chưa? Ta ghi đơn giản thôi. Chỉ glucose tác dụng với còn sắt carbonic thì không tác dụng. Rồi. Như vậy trong trường hợp này chúng ta chỉ có một phương trình thôi. Glucose là C6H12O6. Sẽ đi tác dụng với Ag2O. Số tác NH3 đun nóng để tạo thành C6H12O7, đây là axit gluconic cộng cho Ag. Mình sẽ ghi lại cho bạn nhớ, đây là glucose. Còn đây là axit gluconic. Được chưa nào? Như vậy ở đây chúng ta có mol bạc rồi thì chắc chắn em sẽ chuyển mol cho sắt carbonic được, glucose được. 0,03 mol. 0,03 này em nhân 1 chia 2 thì mol của glucose đây là 0,015 mol. Đó. Từ đây thì em sẽ trả lời được các câu hỏi. Chúng ta sẽ tính cho thầy khối lượng của sắt glucose C6H12O6.
Quý tới nhất quý ơi, lấy bao nhiêu m lớn? 0,015 nhân m lớn glu của giờ là 180. Em tính giúp cho thầy bằng bao nhiêu gam? Hai phẩy bảy. Hai phẩy bảy gam. Rồi, ok, tiếp tục. Rồi chúng ta sẽ tính được cái khối lượng của sắt cà rô dơ, đúng không ạ? Tính khối lượng của sắt cà rô dơ, tính khối lượng của C12, H22, O11. Tổng khối lượng là 6,12 gram trừ đi. Bấm giúp luôn em ơi. Rồi. Ờ, khi đó chúng ta tính phần trăm về khối lượng khá là đơn giản. Chúng ta sẽ tính được phần trăm khối lượng của glucose C6H12O6. Chúng ta lấy khối lượng nó chiếm là 2,7 chia tổng khối lượng là 6,12 nhân 100%. Bấm cho thầy luôn em ơi. Phần trăm khối lượng của C12H12O11 sẽ lấy 100% rồi đi. Đấy, cho thầy sao dấu phẩy hai con số. Đẹp luôn hả em? Dưới này là rồi, ok, cảm ơn. Rồi, đó là hết ý A nè. Ý B yêu cầu chúng ta là tính nồng độ mol của các chất ở trong ít. Ở trong ít chúng ta có hai chất, đó là gì? Ở đây mình hiểu này, để tính nồng độ mol thì chúng ta sẽ dùng cái công thức là CM bằng N chia cho V dung dịch. Được chưa? Mà V dung dịch chúng ta có rồi, 200 ml. Mol thì ở đây em đã có mol glucose rồi. Mol sắt calo chưa có nhưng khối lượng đã có. Thì chắc chắn em sẽ tính được mol của sắt calo. Sau khi em tính được mol sắt calo thì em sẽ tính được nồng độ mol của sắt calo. Thế thôi. Như vậy đây. Ý B thì thầy xin phép đổi màu để các bạn nhìn cho nó rõ. Ý B này. Em có V dung dịch X bây giờ là bằng 200 ml. Em sẽ đổi sang ở đây nó là 0,2 lít. Đây là điều đầu tiên. Em có mol của C6H12O6 và bằng đây em ơi, 0,015 mol. 0,015 mol. Cái đây em đi tính được nồng độ mol của C6H12O6. Được chưa? Em lấy mol là 0,015 chia cho thể tích là 0,2. Quy tính giúp thầy luôn quý quý ơi. Quý đầu ta 0,075. Rồi tiếp tục. Tương tự vậy em sẽ tính cho thầy mol của sắt calo, khối lượng có rồi này ha. 3,42 này. Mol của C12H22O11. Em lấy 3,42 chia cho khối lượng mol của thằng này là bằng 342 bằng 0,01 mol. Như vậy dựa vào đây em sẽ tính được nồng độ mol của nó. CM của C12H22O11 bây giờ bằng mol là 0,01 chia cho thể tích là 0,2. Bao nhiêu quý ơi? Ok, tất cả bạn em, 0,05.
À, cái gì nữa không em ơi? Các bạn không ý kiến gì nữa, tôi xin phép đi tiếp. Chúng ta đến ví dụ chính. Nêu phương pháp học để nhận biết ba dung dịch là glucose, rượu etylic và saccharose. Để làm cái bài này thì theo thầy thì các bạn nên kẻ thành một cái bảng. Đây, đầu tiên là glucose. Các công thức là C6H12O6. Cái thứ hai là rượu etylic. C12, xin lỗi, C2H5OH. Và cuối cùng chúng ta là sắt K Roger C12H22O11. Thầy mời Chi làm câu này. Chi đâu ạ? Rồi, theo em thì em sẽ nhận biết chất nào trước và vì sao? Sao đêm không biết à, thì em dựa vào đây này, hai đây ta coi lại tính chất hóa học của glucose đi và saccharose đi. Cao phưởng dùng để nhận biết glucose đó là tác dụng bởi siêu hóa hai lần đúng không em, gì này thấy không? Và cái thứ hai là dùng tác dụng AgNO3 trong môi trường NH3 này, hiểu không em? 2.2 và 2.3 là dùng để nhận biết glucose này. Tiếp tục. À, để nhận biết saccharose chúng ta có một cách duy nhất chứ mấy, đó là 2.2. Như vậy em dùng gì để nhận biết, em hiểu được chưa? Như vậy đầu tiên em sẽ dùng AgNO3 trong môi trường NH3 em nhận biết được glucose chưa chị ơi? Thằng nào tạo cái tuổi màu trắng bạc thì đó là glucose, hiểu không? Sau đó em cho hai thằng còn lại đi tác dụng với COOH hai lần, thằng nào tạo ra dung dịch màu xanh đậm, thằng đó là saccharose, còn lại là rượu etylic, hiểu chưa cho chị ơi? Alo, chị có hiểu không chị? Rồi như vậy ở đây thầy sẽ ghi như thế này, mình dùng AgNO3 trong môi trường NH3 dư đun nóng. Khi mình ghi phương trình đó thì mình ghi dạng là Ag2O. Bây giờ đó, xúc tác ở đây là NH3 đun nóng. Thì trong trường hợp này, glucose chúng ta sẽ phản ứng bản chất ở đây C6H12O6 kết hợp oxy trong này để tạo thành C6H12O7 cộng cho Ag. Ag là cái tủ màu trắng bạc. Đây là axit glucosic cho em nè. Như vậy chúng ta đã nhận biết được glucose. Hai thằng còn lại thì chúng ta sẽ dùng, đó là dùng cái tủa COOH hai lần màu xanh. Chất mà không tan cái tủa đó là rượu etylic. Chất không hòa tan được cái tủa là rượu etylic. Chất hòa tan cái tủa và tạo ra dung dịch màu xanh, dung dịch màu xanh, màu xanh ở đây màu xanh thẳm, màu xanh đậm đấy, thì đó là saccharose. Cái đó chúng ta nhận biết được hai thằng còn lại đó. Cái này các bạn hiểu không? Thằng Nguyên ơi, em ghi thế này em có hiểu không thằng Nguyên ơi? Cần ghi lời không?
Cần ghi lời không? Các bạn tự ghi lời nha. Thầy nói cho bạn vậy hôm nay. Đầu tiên chúng ta là trích mẫu dung dịch 1X cho một lần thí nghiệm. Cái thứ hai là mình sẽ hòa tan ba chất rắn này vào dung dịch AgNO3 trong môi trường này, ba dư. Chất này mà tạo ra cái tổ màu trắng bạc là glucose. Hai chất còn lại không hiện tượng là rượu etheric và saccharose. Hòa tan hai chất còn lại vào COH lần cái tụ màu xanh. Nếu chất nào mà không tan, không hòa tan được cái tụ đó là rượu etheric. Chất hòa tan cái tụ tạo ra dung dịch màu xanh thẫm là saccharose. Nha. Đó, đó là đơn giản. Rồi chúng ta đến câu 10. An Nguyên đâu hỗ trợ thầy câu 10? An Nguyên đâu ta? Saccharose là công thức là gì em? C12 chứ. Đây là saccharose. Saccharose. Rồi bây giờ em làm như thế nào đây? Đúng rồi, cộng H2O thì phân. Thì phân trong môi trường nào? Axit nhiệt độ rồi tạo thành. Giờ thằng nào là glucose, thằng nào là fructose? Thì chắc là thằng nào cũng được, em hiểu không? Giống nhau mà. Fructose, thật kỳ nha, nó đúng. Rồi. Tính cho cái phản ứng thứ hai em. Đúng là lấy men rượu. C6H12O6 là glucose. Ở đây em dùng phản ứng lên men rượu. Nhiệt độ mình dùng là bao nhiêu độ em? Rồi chính xác. Rồi tạo ra gì? Rồi thằng này là rượu etheric. Rồi bây giờ em cân bằng cho thầy đi. Đúng rồi, không thể cân bằng này. Bên này là 12 hydro, bên này có 6 hydro thì cân bằng đây là 2. Chúng ta có đây là 6 carbon, đây 4 carbon rồi, đây 1 thì nhân 2 là đủ. Được chưa ạ? Vậy thôi. Rồi chúng ta đến ví dụ 11. Để yêu cầu chúng ta là nhận biết 4 dung dịch glucose, rượu etheric, benzen và saccharose. 1, 2, 3, 4. Thứ tự nhận biết là chúng ta sẽ nhận biết glucose bằng cách dùng AgNO3 trong môi trường NH3 đun nóng, C6H12O6 là glucose. Em sẽ đi tác dụng với Ag2O NH3 đun nóng. Em tạo thành C6H12O7 cộng cho 2Ag. Thằng này là acid gluconic. Được chưa? Thằng này tạo cái tổ màu trắng bạc. Rồi. Đó là nhận biết glucose. Ta biết là tính chất hóa học quan trọng nhất của saccharose đó là tính chất. Đây. Tính chất hóa học quan trọng nhất của saccharose đó là phản ứng với COH lần. Và vấn này nó tạo ra dung dịch màu xanh đậm, do đó vẫn là dùng để nhận biết saccharose, được chưa? Cái thứ hai, em sẽ nhận biết saccharose C12H22O11, đây là saccharose.
Em sẽ đi tới dùng với COOH hai lần. Cái này cái tủ màu xanh, bây giờ sau vẫn nó tạo ra dung dịch màu xanh đậm. Lưu ý đây là thầy nói các bạn là chúng ta chỉ nắm phương trình thôi, hay nắm hiện tượng thôi, không cần nghi phương trình nhé. Vậy chúng ta biết là để nhận biết rượu etylic, vừa trước tôi dạy các bạn rồi, thì chúng ta sử dụng natri. Rồi, rượu etylic chúng ta tính chất đặc trưng nhất là tác dụng của natri. C2H5OH cộng natri để tạo thành C2H5ONA cộng H2. Chúng ta sẽ cân bằng hai vào rượu, hai vào natri và hai vào muối natri etylat. Phần còn lại, chất còn lại đây là benzen C6H6. Đây là rượu etylic. Đó. Và đây là những điều mà chúng ta muốn nói về bài saccharose. Phần nhận biết saccharose thì chúng ta lưu ý cho thầy là dùng COOH lần. Glucose thì dùng AgNO300 môi trường NH3. Rượu thì dùng natri, còn axit thì dùng quỳ tím. Còn bây giờ chúng ta là thằng còn lại thế thôi. Rồi các bạn có ý kiến gì chỗ này không ạ? Rồi nếu bạn không ý kiến gì nữa thì thầy xin phép đi tiếp em nhé. Rồi chúng ta đến ví dụ 12. Nhận biết bốn dung dịch. Rồi. Từ đây người ta thay thế chúng ta từ glu thay thế rượu etylic bằng axit acetic. Thì chúng ta sẽ nhận biết axit trước, glu là thằng số 2, saccharose là thứ 3 và benzen là số 4. 1. Thì axit acetic chúng ta công thức là CH3COOH. Ở đây em sẽ cho tác dụng bốn chất đi tác dụng của quỳ tím. Chất nào làm quỳ tím hóa đỏ? Rồi xong đúng chính xác là trong tài liệu sách giáo khoa là nó ghi chúng ta là màu hồng. Đợi cho em. Chất nào làm quỳ tím hóa hồng đó là axit acetic. Rồi, glucose thì không đổi. Glucose chúng ta vẫn dùng AgNO3 trong môi trường NH3 đun nóng. C6H12O6 để tác dụng với Ag2O NH3 đun nóng để tạo thành C6H12O7 cộng cho 2Ag cái tủa màu trắng bạc. Rồi, đây là glucose. Được chưa em nhỉ? Cái thứ ba của chúng ta đã nhận biết saccharose thì chúng ta có rồi. Saccharose là C12H đôi heo O đôi xì. Thì chúng ta sẽ đi tác dụng với COOH hai lần. Đây là chất cái tủa màu xanh. Sau vẫn nó tạo ra dung dịch màu xanh thẳm. Hay màu xanh đậm đây cho nó rõ ràng. Đó. Thì vẫn này chúng ta nhận biết được saccharose. Giờ và lưu ý benzen luôn luôn là thằng cuối cùng còn lại. Benzen chứ không phải benzơ. Có ai kiến gì chỗ này nữa không ạ? Rồi các bạn không ý kiến gì nữa thì đi tiếp em nhé.
Rồi chúng ta đến ví dụ 13. Ví dụ 13 như thế này, yêu cầu chúng ta là hãy giải thích tại sao khi để đoạn mía lâu ngày trong không khí thì mía thường có mùi rượu. Cái câu này thì hơi khó, thầy sẽ tách cho bạn. Chúng ta biết là mía của chúng ta là có saccharose C12H22O11. Thì đầu tiên á, saccharose chúng ta sẽ thực hiện thủy phân. Thấy chưa? Trong axit chúng ta là có CO2 và nước. Cái thằng này là một nguồn cung cấp axit cho nó thủy phân để tạo ra C6H12O6 cộng C6H12O6. Đây là sắc ca rô-dơ. Đây là glu-cô-dơ. Còn đây là phờ rút tô-dơ. Chúng ta biết là gì? Cái glucose chúng ta khi mà trời nắng nóng ha, được em, thì cái nhiệt độ lý tưởng ở đây là từ 30 cho đến 32 độ C, thì glucose chúng ta tự lên men C6H12O6 sẽ thực hiện phản lên men rượu. Ở đây nhiệt độ lý tưởng là từ 30 cho đến 32 độ C, được chưa? Cái đó ta tạo thành C2H5OH cộng cho CO2. Đó. Và ở đây nó có mùi rượu là do thực hiện hai quá trình. Quá trình đầu tiên là quá trình thủy phân của saccharose. Quá trình tiếp theo đó là quá trình lên men của rượu. Rồi, chúng ta đến ví dụ 14. Hỗn hợp X gồm có glucose và saccharose. Cho X này tác dụng và GNO300 môi đường NH3 thì thu được 21,6 gram. Ở đây thầy ghi thiếu em nha, 21,6 gram bạc. Nếu đốt cháy hoàn toàn hết X thì thu được chừng đó lít khí CO2, tính phần trăm khối lượng của các chất cơ động X. Thì câu này khá là dễ. Bước đầu tiên em đi tính cho thầy mol bạc và mol CO2. Đây, mol bạc em lấy 21,6 chia cho 108. Thì đây nó bằng 0,2 mol. CO2 em lấy 53,76 chia cho 22,4. Tính giúp thầy bằng bao nhiêu em ơi? Bao nhiêu đạt ơi? Đây mình tính là 2,4 mol đúng không? Rồi. Trong hai chất thì chỉ có glucose đi tác dụng với GNO300 môi trường NH3. Được chưa? Còn cháy thì cả hai đều cháy. Cho nên ta ghi phương trình như thế này. C6H12O6 cộng cho Ag2O trong môi trường NH3 đun nóng để tạo thành C6H12O7 cộng 2Ag. Số mol bạc ở đây là 0,2 mol. 0,2 mol thì mình chuyển qua bên này là 0,2 mol. Được chưa nào? Phương trình tiếp theo chúng ta đó là C6H12O6, chúng ta thực hiện phản cháy để tạo ra CO2 cộng cho H2O. Đầu tiên chúng ta đi cân bằng carbon. Carbon bên trái là 6, bên này có 1, đặt đây 6. 12 hydro, đây 2 rồi, thì nhân đây là 6. Cái đó mình có này oxy này. 12 với 6 là 18. Trừ đi 6 thì còn lại 12. Đây 2 rồi, thì nhân đây là 6. Được chưa? Như vậy mol của glucose đã có 0,2 mol. Thì chúng ta chuyển qua cho mol CO2 đây là 1,2 mol. Như vậy đây là phương trình 2. Khi đó em có cái phương trình cuối cùng đó là saccharose C12H22O11 để tác dụng với oxy, nhiệt độ đun nóng để tạo ra CO2 cộng cho H2O. Và đây là phương trình 3.
chúng ta cân bằng 12 C là đủ, 22 hero tay 2 rồi nhân đây 11, tính 12 nhân 2 là 24, đây 11 oxy, 11 oxy đủ. Như vậy đây chúng ta sẽ đặt 12 vào H2, rồi sẽ là 12 vào O2 là xong. Như vậy chúng ta có này, chúng ta có mon CO2 ở 3 bây giờ sẽ bằng tổng là 2,4 trừ đi 1,2 và bằng 1,2 mon. Tổng mon là 2,4 đây. Em chuyển qua đây. 1,2 em nhân 1 em chia cho 12 thì thằng này là bằng 0,1 mon. Hết. Rồi, điều cầu chúng ta là gì? Tính phần trăm khối lượng của cái chất ở trong mix. Để tính được phần trăm khối lượng thì ở đây em sẽ tính cho thầy như sau. Em sẽ đi tính được khối lượng của glucose đã. C6H12O6. Và tính cho thầy khối lượng saccharose luôn. C12H22O11. Mol là 0,2 nhân bờ lớn của glucose là 180. Mol là 0,1 nhân bờ lớn thằng này là 342. Ở đây mình tính được là bằng 34,2 gram này. Còn trên này là bằng 36 gram này. Rồi khi đó chúng ta tính phần trăm khối lượng thôi. Phần trăm khối lượng, phần trăm khối lượng của glucose C6H12O6 sẽ bằng, em lấy khối lượng hắn chiếm là 36 chia tổng là 36 cộng cho 34,2 nhân 100%. Rồi bấm giúp thầy bằng bao nhiêu đặt ơi. Sau đó tính được phần trăm khối lượng của saccharose C12H22O11. Lấy 100% trừ đi. Bao nhiêu đặt ơi? Dạ sắp xỉ 51,28 rồi. Dưới này 48,72 đúng không? Dạ. Rồi. Vậy thôi, khá là đơn giản. Có ý kiến gì về câu hỏi này hay không ạ? Rồi chúng ta đến ví dụ 15 em nhé. Ví dụ 15 ở đây người ta yêu cầu chúng ta là thực hiện sơ đồ chuyển hóa. Rồi. Rồi chúng ta khảo sát cái phương trình đầu tiên trước. Từ saccharose ra glucose khá là quen thuộc đúng không? Đã chơi học nhiều rồi. Saccharose là C12H22O11. Thực hiện phản ứng thủy phân. Ở đây mình dùng là axit và nhiệt độ đun nóng. Để tạo thành C6H12O6. Đây là saccharose. Đây là glucose. Và đây là fructose. Tiếp tục. Chúng ta đến 2. Từ glucose ra rượu etanol. Glucose là C6H12O6. Ra rượu etanol thì chúng ta dùng phản ứng lên men rượu. Nhiệt độ lý tưởng ở đây là 30 cho đến 32 độ C. Khi đó nó tạo thành C2H5OH cộng CO2. Chúng ta đến cái 3. Từ rượu etanol ra axit acetic thì đây chúng ta sử dụng phản ứng đó là phản ứng lên men. Sau chúng ta dùng phản ứng đó là phản ứng lên men giấm. C2H5OH cộng cho oxy. Mấy câu hỏi như thế này thì đề thi thường xuyên khai thác em nhé. Lên men giấm. Cái đó tạo thành CH3COOH cộng cho H2O. Phương trình tự cân bằng. Cái thứ tư, từ axit acetic ra ethyl acetate
Acetic là CH3COOH. Rồi tiếng nhà acetate thì đây là thực hiện phần este. Trước đây mình dùng là C2H5OH. Phần này là phần hai chiều. Xúc tác ở đây mình dùng đó là H24 đặc nhiệt độ. Để tạo thành CH3COO C2H5 cộng H2O. Chúng ta đến cái phương trình thứ 5. Từ ethylene acetate ra khí carbonic thì cái thằng nào mà sinh ra CO2 thì chúng ta dùng phản ứng cháy là nhanh nhất. Được chưa? Như vậy chúng ta sẽ kiện phản ứng đốt cháy este. 5. CH3COOC2H5. Chúng ta đi đốt cháy. Để thu được CO2 cộng cho H2O. 4 CO2. Và ở đây là bốn nước. Chúng ta cân bằng oxy. Oxy với phải như sau. 4 nhân 2 là 8, cộng cho 4 nữa là 12. 12 mà trừ đi 2 thì còn 10. 10 chia 2 thì thằng này còn lại là 5. Đó. Cái 6, cái cuối cùng. Từ sắt carbonic ra khí carbonic thì tương tự, nó giống như 5 thôi, cũng đốt cháy. Sắt carbonic là C12H22O11. Chúng ta thực hiện phản cháy. Mười hai carbon trái thì 12 CO2 là đủ, 22 hydro đây hai rồi thì chúng ta nhân 11 vào nước là đủ, 11 oxy, 11 oxy đủ, 12 O2 đây có hai thì đây là 12, xong được em. Và đây là toàn bộ những gì mà liên quan tới chuỗi phản ứng này. Chuỗi phản ứng này theo thầy đánh giá thì nó không có khó, cái khó đây là chúng ta không nắm điều kiện thôi. Bạn thấy không, có rắc rối nhất của hóa hữu cơ đó là điều kiện, điều kiện, điều kiện, điều kiện, được chưa? Cái khó nhất nằm đó, còn mọi thứ thì trở nên đơn giản, chịu khó nắm được cái ý tưởng là được, hiểu không ạ? Rồi chúng ta đến 16, 16 này thầy chúng ta thầy bỏ qua luôn đi, thầy làm những câu lý thuyết đi cho nhanh. Câu 10, ví dụ 17 em ơi, maltodextrin và saccharose trong chương trình ở đây thầy làm theo chương trình cũ câu này mình bỏ em nha. Vì trong chương trình chúng ta không nghiên cứu maltodextrin mà bỏ câu ví dụ 17 cho thầy. Rồi chúng ta đến 18. Chúng ta còn 3 câu nữa các bạn, cho thầy thêm một tí thời gian để thầy dạy cho nó trọn vẹn luôn nha. Nêu hiện tượng và viết phương trình xảy ra khi nhỏ H24 đặt vào đường sắt carbonic. Rồi, câu A này. Rồi đầu tiên chúng ta ghi phương trình, rồi chúng ta nêu hiện tượng. Sắt carbonic chúng ta là C12H22O11. Dưới xúc tác của H2O4 đặc là một chất kháng nước thì nó tạo ra carbon cộng cho H2O. 12 CO2 và 11 nước. Được chưa? Tiếp tục. Tiếp tục chúng ta đó là gì? Chính cái carbon này sinh ra sẽ đi tới dùng với H2S4 đặc để sinh ra khí CO2 cộng cho SO2 cộng H2O. Khí SO2 chúng ta là khí mùi sốc. Rồi chúng ta cân bằng phương trình này nữa là xong. Rồi chúng ta cân bằng phương trình này. Ở đây mình để một tí á, là oxy này này. Oxy ở chúng ta ở bên vế trái. Oxy đây là chẵn này, đây chẵn này, đây chẵn. Mà đây thì lại, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ đặt hai vào đây, cho oxy chẵn trước. Thì hai vào đây. Hai đây. Thì cái đó chúng ta kiểm tra lại cho thầy carbon, một carbon đủ này. Bên vế trái chúng ta là 8 oxy. Đây là 2, đây là 4. 4 phơi 2 là đủ đủ 8. 4 6 phơi 2 là đủ 8. Được chưa? Hiện tượng đó là gì? Hiện tượng là đầu tiên là đường chúng ta sẽ hóa than, và hóa than là do nó tạo ra carbon cái tụ màu đen, được chưa em? Và chúng ta có sinh ra khí mùi sốc, hiện tượng là đường hóa than. Đường sắt carbonic hóa than.
Ran tức là tạo carbon đấy ha. Và sinh khí mùi sốc SO2. Được chưa em? Đó. Đó là câu A. Chúng ta đến câu B. Dung dịch sắt carbonơ tinh khiết không tham gia phản ứng tráng gương, nhưng khi đun với H4 đặt lại có phản ứng tráng gương. Rồi, cái này chúng ta giải thích được rất là dễ. Chúng ta cần ghi phương trình thôi. B thì dễ hơn. Nếu ở đây mình dùng sắt carbonơ C12H22O11, chúng ta sẽ thực hiện phản ứng thủy phân trong môi trường axit. Ở đây người ta cho chúng ta là axit đây là gì? H2SO4 đúng không em? H2SO4 và đun nóng. Cái đó chúng ta tạo thành C6H12O6 cộng cho C6H12O6. Đây là glucose và đây là phờ rúc tô dơ. Chính cái glucose sinh ra sẽ thực hiện được phản ứng tráng bạc C6H12O6. Chúng ta đi tới dùng VAG2O trong môi trường NH3 đun nóng. Cái đó nó tạo thành C6H12O7 cộng cho 2AG. Được chưa? Đây là glucose đó. Chúng ta chỉ cần ghi như thế này là giờ được giải thích rồi. Được chưa? Không nói gì thêm. Thế thôi. Rồi chúng ta còn hai ví dụ nữa, các bạn cho thầy thêm một tí thời gian nữa nha. Rồi chúng ta đến ví dụ 19 và ví dụ 20 thầy coi thử. Nó cũng khá là đơn giản em, thầy làm nhanh cho bạn được. 19 này. Thủy phân 62,5 gram dung dịch sắt carbonơ 17,1% trong môi trường axit thì thu được dung dịch A. Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch A thì đun nhẹ thu được bao nhiêu gam bạc? Câu này khá là đơn giản. Bước đầu tiên em sẽ đi tính mol sắt carbonơ C12H22O11. Em sẽ dùng công thức siêu tốc. M dung dịch nhân cho C phần trăm trên 100% M lớn. M dung dịch là 62,5 nhân cho C 17,1 chia 100% M lớn là 342. Tính giúp thầy bằng bao nhiêu em ơi? Bao nhiêu đạt ơi? Không được đẹp à? Thì cũng được. 0,03125. Tiếp tục đây. Tiếp tục em ơi. Cái đó chúng ta xem ơi. Phương trình ở đây là sắt carbonơ C12H22O11. Chúng ta thực hiện phản ứng thủy phân. Bài này là cái bài mà thầy muốn nói nhẹ cho các bạn hiểu thêm một tính chất nữa. Ở đây là axit nhiệt độ, người ta không cho rõ axit nào, kệ thì kệ đi. C6H12O6 cộng cho C6H12O6. Số mol ở đây là 0,03125 mol. Chuyển qua đây, 0,03125 mol. 0,03125 mol. Đây là glucose, còn đây là fructose. Ở đây thì mở rộng cho bạn một tí. Bạn hãy nhớ thầy như thế này. Cả glucose và fructose đều trắng bạc. Ở trong chương trình thì chúng ta nghiên cứu glucose, nhưng ở đây thầy nói thêm cho bạn. Được chưa em? Cái đó em sẽ có như thế này.
Phương trình C6H12O6, C6H12O6 trên này là glucose, đây là fructose. Rồi chúng ta đi tới dùng với Ag2O trong môi trường NH3 đun nóng để tạo thành C6H12O7 cộng cho 2Ag. Đây là phương trình 2. Tương tự như này, y của phương trình cũng như vậy luôn. C6H12O7 chúng ta ghi rõ ràng như thế này cho bạn rõ. Ok, số mol thì có rồi, 0 0 3 1 2 5, 0 0 3 1 2 5. Chúng ta sẽ chuyển sang mol cho bạc và tính khối lượng bạc nữa là xong. Bài này thì thông thường là chúng ta không biết cái phản ứng số 2 đâu, và ở đây người ta mở rộng cho chúng ta một tí. Tính giúp thầy bao nhiêu luôn em ơi? Không phải 0625 đúng không? Rồi, như vậy khi đó em sẽ tính được khối lượng của bạc chưa? Điều cầu chúng ta là tính khối lượng bạc, quá dễ đúng không ạ? Là 0,0625 là tổng mol ạ. Chúng ta nhân cho m lớn bạc là 108, tính giúp thầy luôn đi em ơi. Mười ba phẩy năm gam. Rồi chúng ta hết câu này em nha. Đây rồi chúng ta tiếp tục em nhé. Chúng ta đến ví dụ cuối cùng, ví dụ 20. Câu 20 đã cho glu, muốn có chừng đó gam glucose thì khối lượng sắc glucose cần đem thị phân là bao nhiêu, biết hiệu suất đạt 80%. Câu này thuộc câu hỏi liên quan tới tính chất, đó là phản ứng thị phân của sắc glucose. Tính chất này là tính chất 2.3 nha, 2.3 của sắc glucose. Đây phần thủy phân trong môi trường axit, được chưa em nhỉ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy bước đầu tiên, em đi tính cho thầy mol glucose C6H12O6. Đây khối lượng chia cho khối lượng mol 146,25 chia cho m lớn, đây là 180. Tính giúp em ơi. Không phải 8125. Tiếp tục, các em đã làm có phương trình sắc carbonơ là C12H22O11. Sử dụng với nước axit nhiệt độ thu được C6H12O6 cộng cho C6H12O6. Đây là glucose, đây là fructose. Số mol glucose có rồi, 0,8125 mol. Cái đó thì em sẽ tính được mol của sắc carbonơ. Không phải 8125 mol, được chưa? Cái đó em sẽ tính được cho thầy khối lượng của nó phản ứng, khối lượng của C12H22O11 phản ứng, không phải 8125.
Nhân cho m lớn, thằng này là 342. Hai bảy bảy phẩy tám bảy năm. Rồi chúng ta có khối lượng của C6, xin lỗi, C12, H22, O11 ban đầu sẽ bằng khối lượng phản ứng nhân cho 100 chia hiệu suất. Đã vào. Hiệu suất ở đây là 80. Nhân 100 chia 80. Đây em ơi. 347. 34375. Đó, thế là hết câu này. Bây giờ em. Câu này thì không có khó, có khó ở đây là chúng ta không hiểu được phương trình thôi. Và sai lầm lớn nhất của bài toán này là chúng ta hiểu là nó tạo ra hai phân tử glucose, lưu ý là một glucose và một fructose. Ok chị em ơi. Ví dụ 20 cũng là ví dụ cuối cùng của cái bài giảng số, cái bài giảng liên quan tới saccharose nha. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong ba bài giảng nữa là cách hạ chốt hạ cái chương trình hóa lớp 9. Rồi, bài giảng của thầy thì phép dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những buổi học tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.